Bá vương châu Á rồi, Sơn Tùng MTP hãy chạy ra thế giới ngay đi. Thưa quý vị và các bạn, những thành tích mà MV chạy ngay đi của Sơn Tùng MTP làm được trong ngày đầu tiên thực sự là niềm tự hào của Sky và làng nhạc Việt nói chung. Từ nay, V-pop sẽ được nhìn nhận một cách không phải dạng vừa trong mắt bạn bè quốc tế. Như vậy, tháng 5 của V-pop đã sản sinh ra nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có khả năng tiến ra quốc tế và khiến khán giả bên ngoài nhận ra rằng âm nhạc tại đây rất ấn tượng. Nếu như điện ảnh đang có mùa phim hè bom tấn, thì V-pop tháng 5 cũng có sự kiện Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP vừa tái xuất sau hơn một năm kể từ nơi này có anh. Đúng 0 giờ ngày 12 tháng 5, MV ca khúc Chạy Ngay Đi sau khi được tung ra đã càn quét mọi kỷ lục trên YouTube khu vực Việt Nam. Việc cập nhật số lượt xem của Chạy Ngay Đi có lẽ là không cần thiết, bởi chắc chắn nó sẽ góp phần vào chuỗi kỷ lục bất khả chiến bại của Sơn Tùng MTP của V-pop. Hãy nói về chất lượng sản phẩm và chi tiết hơn nữa là câu chuyện đằng sau ekip toàn tên tuổi quốc tế trong MV. Rõ ràng Sơn Tùng MTP đã có một chiến lược khác thông qua sản phẩm lần này. Đóng cùng sao hạng A Mai Davika, sự kết hợp quyền lực. 6 năm kể từ khi đặt chân lên sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên, Sơn Tùng MTP gặt hái nhiều thành công nhưng cũng gặp không ít thị phi. Cứ mỗi lần anh phát hành MV, dư luận gần như được lập trình sẵn các bước thưởng thức, chia sẻ, tranh cãi và kiểm tra xem nó được học hỏi ý tưởng từ những sản phẩm nào. Nhưng bắt đầu từ Lạc Trôi, định kiến về một Sơn Tùng MTP chuyên đạo nhái dần trở thành thiểu số. Hầu hết phải công nhận một điều rằng, nếu không có tài năng thì cái đầu của một chiến lược gia, nam ca sĩ sẽ không đưa ra. Chạy Ngay Đi lọt vào top 1 MV được xem nhiều nhất trong vòng chưa đầy 24 giờ. Để làm được điều này, Sơn Tùng MTP và Ekip đã thiết kế một chiến lược khá thông minh khi quốc tế hóa toàn bộ khâu thực hiện sản phẩm. Không phải Chipu, Kara hay một hot girl nào đó đang nổi đình đám trên mạng. Nữ diễn viên chính đóng cùng anh lần này là một siêu sao Đông Nam Á, diễn viên tình người duyên ma Mai Davika. Sự hiện diện của cô là lời giải đáp cho dòng hashtag trên ca khúc viết bằng tiếng Thái, như một hình thức chiều lòng người hâm mộ đến từ xứ sở Chùa Vàng. Và quan trọng nhất, việc sánh đôi với một tên tuổi hạng A đến từ quốc gia khác cho thấy Sơn Tùng MTP đang rất chú trọng đến thương hiệu của bản thân. Bằng cách này, giọng ca gốc Thái Bình đã tạo nên hình ảnh xứng đôi vừa lứa trong MV, thay vì dùng tên tuổi của mình để nâng tầm cho ai đó. Đây là cách mà nhiều ngôi sao trên thế giới thường áp dụng nhằm cộng hưởng danh tiếng qua lại cho đôi bên. Một ví dụ tiêu biểu là Ed Sheeran khi được thực hiện MV cho đĩa đơn Galway tại Ireland. Anh đã chọn sao IC Ronan, một diễn viên gốc Ireland, từng 3 lần được đề cử Oscar xuất hiện trong khung hình. Ekip sản xuất từ Hàn Quốc vượt qua kỷ lục chính mình, bỏ luôn cả tường thành châu Á. Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng MTP luôn là nghệ sĩ đi đầu trong việc học hỏi, cập nhật những xu hướng quốc tế. Cũng đúng thôi, bởi Hàn Quốc đang là quốc gia có thành công ngành công nghiệp ghi âm phát triển bậc nhất châu Á, lại có nhiều điểm giao về văn hóa với Việt Nam. Không khó để nhận ra sự tương đồng về phong cách giữa anh và các ngôi sao K-pop. Đôi lúc, cách hát chưa rõ lời của Sơn Tùng MTP còn khiến khán giả đùa rằng nếu thay tiếng Việt bằng một ngôn ngữ khác, họ sẽ khó phát hiện ra đó là một sản phẩm của Việt Nam. Vậy sẽ ra sao nếu đặt trường hợp nam ca sĩ và ekip không học theo K-pop nữa mà giao luôn cho MV đội ngũ thực hiện đến từ Hàn Quốc? Câu trả lời nằm trong Chạy Ngay Đi. Người xem hẳn sẽ bất ngờ khi biết tác giả của MV này cũng chính những bàn tay đã góp mặt vào loạt MV nổi tiếng như TT, Cheer Up, Try, Blackpink. Với Sơn Tùng MTP, MV chục triệu, trăm triệu lượt xem đã là khái niệm cũ rồi. Một MV đình đám theo tiêu chuẩn của nam ca sĩ còn phải cán mốc triệu lượt xem trong thời gian ngắn nhất. 18 phút với 1 triệu, 14 giờ với 10 triệu, và hơn thế nữa, con số này tăng lên từng phút. Đến gần cuối ngày, thông tin Sơn Tùng MTP chính thức cán mốc 22 triệu view trong 24 giờ được công bố khiến khán giả vỡ òa.
cuộc chạy đua thành tích này như một trận cầu căng thẳng để rồi mang về kết quả mỹ mãn cho Chạy Ngay Đi và Sơn Tùng MTP, xác lập kỷ lục châu Á mà trước đó BTS đã làm được với MV Diana, 20,9 triệu view sau 24 giờ. Thậm chí Chạy Ngay Đi cũng vượt qua MV của những ngôi sao quốc tế khác. Hiện Chạy Ngay Đi đã lọt vào top 15 những MV có lượt xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên của mọi thời đại. Không chỉ có sức lan tỏa mạnh mẽ tại thị trường nhạc Việt, MV Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng MTP còn gây bất ngờ khi nằm trong những MV thịnh hành trên YouTube tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đức với vị trí 39, Nhật Bản với vị trí thứ 2, Hàn Quốc vị trí 35 và Đài Loan vị trí 24. Đặc biệt, chưa đầy một ngày ra mắt, Chạy Ngay Đi còn lọt top những video được xem nhiều nhất trên thế giới ở vị trí thứ nhất, vượt lên trên nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc Việt thế giới. Trên diễn đàn nổi tiếng Pantip của Thái Lan, một bài đăng với chủ đề My Davika ST Sơn Tùng MTV on MV thu hút sự chú ý của cư dân mạng đất nước Chùa Vàng. Nhiều người cảm thấy ấn tượng với tốc độ gia tăng lượt xem theo từng phút của Chạy Ngay Đi. Một số khác dành nhiều lời khen cho phần hình ảnh, giai điệu và dịch lời bài hát ra tiếng Thái. Sơn Tùng MTP hãy ra thế giới ngay đi. Chạy Ngay Đi đang sở hữu quá nhiều cơ hội để giúp Sơn Tùng MTP trở thành một nghệ sĩ quốc tế trong tương lai. Từ việc đóng cặp cùng ngôi sao phòng vé hạng A Mai Davika, chiêu mộ ekip thực hiện MV Máu Mặt của Hàn Quốc đến sức công phá không giới hạn của người hâm mộ, Sơn Tùng MTP đã ghi được bàn thắng vang dội trên YouTube. Tất cả những thành tích đó có thể giúp Sơn Tùng MTP và sản phẩm của mình đặt ngang hàng với các ngôi sao lớn ở châu Á. Có thể so sánh anh như Taylor. Trong lần trở lại mới nhất, cả hai có nhiều điểm chung khi đều là những gương mặt quen thuộc của showbiz và không dễ dàng gì để họ vượt qua cái bóng của chính mình. Và kết quả, trong khi Taylor đang là cái tên dẫn đầu nền âm nhạc Âu Mỹ thì Sơn Tùng MTP lại cho thấy sân chơi của anh đã mở rộng sang cả Đông Nam Á. Với số lượt xem không hề thua kém các tường thành BTS hay Trai, Sơn Tùng MTP đã để lại di sản quá lớn cho thị trường nhạc số Việt Nam, là phần thưởng cho việc dám đầu tư mà không dạ sợ thất bại, luôn xem mình là kẻ thù để chiến thắng trước bản thân. Việc nam ca sĩ liều mình chi một con số lớn để làm một sản phẩm chất lượng không chỉ là để giữ nhiệt tên tuổi của mình nữa, mà đã đến lúc nghĩ xa hơn là đưa nền âm nhạc của Việt Nam đi xa hơn. Đồng thời, góp phần kêu gọi khán giả quốc tế hãy nhìn vào nền thị trường Việt Nam để thấy rằng âm nhạc nơi đây rất ấn tượng và vẫn còn nhiều ngôi sao khác, sáng giá như Sơn Tùng MTP. Để khi âm nhạc Việt Nam đã được biết đến, ra khỏi phạm vi khu vực Đông Nam Á, châu Á rồi thì cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế hay sánh vai trên các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu là hoàn toàn có thể. Một mình Sơn Tùng sẽ chưa chắc tạo nên một kỳ tích lớn, nhưng những gì mà nam ca sĩ đang cố gắng làm mỗi ngày và thành tích khiến thế giới phải gật đầu công nhận sẽ tạo niềm tin và động lực để các nghệ sĩ mạnh dạn làm những sản phẩm chất lượng đẳng cấp quốc tế hơn nữa. Một ngày, trong mắt bạn bè quốc tế, V-pop sẽ được nhìn nhận một cách không phải dạng vừa đâu.
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.